kỳ án về Trương Đắc Nguyệt, vở kịch bóng ma thiếu nữ ở ruộng ngô. Ngay trước lúc tiếng súng ở pháp trường vang lên, từ tù tên là Trương Đắc Nguyệt kêu lớn rằng: "Chờ đã, tôi biết một vụ án giết người khác, hãy cho tôi cơ hội lập công chuộc tội." Liệu đây là mưu kế của hắn ta hay là Nguyệt đang thực sự muốn chuộc tội vì những tội lỗi mà mình đã gây ra? Đó là vào ngày 21 tháng 7 năm 2008, Nguyệt đã bị đưa ra thi hành án tử hình vì bắt cóc, giết người tại thành phố Bắc Lạc, khu tự trị Tân Cương. Thông tin Nguyệt cung cấp về vụ án bao gồm thời gian, địa điểm, người bị hại và hung thủ đều hết sức tỉ mỉ. Do có tình tiết mới nên nhân viên chấp pháp đã buộc hoãn thi hành án. Nhưng không thể chỉ nghe lời khai của một bên, cảnh sát đã đến hiện trường theo thông tin Nguyệt cung cấp để xác minh. Khi nhận được lời khai từ tử tù Trương Đắc Nguyệt về thi thể của một cô gái tên Dương Diễm chôn dưới ruộng bông nhà anh trai, cảnh sát lập tức huy động đội điều tra đến hiện trường. Tất cả đều hiểu rằng nếu lời khai này là đúng thì đây có thể là manh mối duy nhất giúp Nguyệt thoát án tử. Không đầy nửa tiếng khi cảnh sát đến ruộng bông theo chỉ dẫn của Nguyệt thì một nhân viên đã đào trúng thứ gì đó cứng hơn đất. Dưới lớp đất nâu lộ ra từng đoạn xương trắng. Từng mảnh xương vụn được bóc tách, hé lộ bộ hài cốt gần như còn nguyên vẹn. Đó là bộ xương của một người phụ nữ trẻ. Khi được hỏi thêm, Nguyệt kể lại rằng nạn nhân chính là Dương Diễm, một nữ công nhân hái bông thuê, đã bị bạn trai cũ tên là A Kiệt sát hại cách đây 2 năm vì mâu thuẫn tình cảm. Hắn còn kể thêm rằng chính Kiệt sau khi vô tình sát hại Diễm trong cơn giận đã nhờ hắn ta giúp chôn xác nạn nhân để che đậy mọi chuyện. Sau đó, đội khám nghiệm tử thi vào cuộc, từng chi tiết trên bộ xương của Diễm được kiểm tra cẩn thận. Những vết nứt trên xương và vị trí lún của hộp sọ như lời tố cáo không lời về sự ra đi oan ức của cô. Kết quả phân tích sau đó xác nhận rằng người chết đúng là Dương Diễm và thời gian tử vong trùng khớp với thời điểm cô mất tích 2 năm trước. Những tưởng mọi thứ đã sáng tỏ, vụ án như dần khép lại khi cảnh sát chuẩn bị bắt hung thủ A Kiệt, thì bỗng nhiên sự thật bất ngờ lộ diện. A Kiệt, nhân vật bị chỉ đích danh là hung thủ, đã chết từ 1 năm trước trong một vụ tai nạn giao thông. Điều này làm thay đổi hoàn toàn mọi giả định trước đó của cảnh sát. Điều này có nghĩa vụ án mạng của Dương Diễm đã không thể điều tra, chỉ có thể tìm hiểu thông tin từ lời khai của tử tù. A Kiệt là một con người đa tài, đẹp trai phóng khoáng, hát hay múa giỏi, vì vậy rất nhanh đã giành được trái tim Diễm. Sau đó, tình cảm của hai người rạn nứt, trong lúc tranh cãi, A Kiệt đã lỡ tay sát hại. Hiện trường vụ án nằm ở một ngôi nhà dân bỏ hoang nơi ngoại ô, lẩn khuất giữa những cánh đồng và dãy núi chập trùng. Ngôi nhà đó đã chìm trong im lặng và hoang tàn suốt nhiều năm, với những bức tường loang lổ, phủ đầy rêu mốc và cây cỏ dại mọc chen vào từ những kẽ nứt trên nền gạch. Khi đội điều tra lần đầu tiếp cận hiện trường này, họ phải thừa nhận rằng dấu vết thời gian đã xóa nhòa mọi manh mối còn sót lại. Không có vết máu, không dấu vân tay, không mảnh vật chứng nào cho thấy nơi đây từng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Mọi thứ dường như chỉ còn lại trong trí tưởng tượng, như một bức tranh mờ nhòe. Không có cách nào xác nhận chắc chắn liệu ngôi nhà hoang này có thật sự là nơi Dương Diễm đã mất đi mạng sống hay không. Dựa vào lời khai của Nguyệt, cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra. Theo câu chuyện hắn dựng nên, sau khi Diễm qua đời trong căn nhà hoang, A Kiệt, người bạn trai mà hắn đổ tội, đã cố gắng che giấu tội ác bằng cách đem thi thể của cô đi chôn. Kế hoạch của Kiệt là chôn xác ở một công trường khai thác sa thạch, một nơi hẻo lánh và kín đáo, tưởng như sẽ hoàn toàn che giấu được dấu vết. Nhưng nền đất ở đó quá cứng, mọi nỗ lực đào bới đều vô ích, và Kiệt đành bất lực giữa công trường mịt mù bụi đá. Trong giây phút tuyệt vọng, Kiệt, theo lời Nguyệt, đã nghĩ đến hắn ta, một kẻ quen thuộc với những con đường và ngõ hẻm nơi họ sinh sống và có thể giúp đỡ trong hoàn cảnh hiểm nguy này. Nguyệt kể rằng chính trong đêm tối, Kiệt đã gọi cho hắn, lời cầu cứu ngắt quãng vì run sợ. Hắn đã đồng ý giúp và hai người lén lút đưa thi thể Diễm đến ruộng bông, khu đất của anh trai Nguyệt, một nơi vắng vẻ và ít người lui tới, nơi mà họ tin sẽ mãi mãi chôn giấu bí mật kinh hoàng này. Thế nhưng, các điều tra viên không dễ dàng tin vào lời khai của Nguyệt, mà cử người đến tận nơi xem xét, phát hiện độ cứng của nền đất tại công trường khai thác sa thạch và ruộng bông
không khác nhau là mấy, muốn đào hố đều tương đối khó khăn. Nếu Kiệt gọi Nguyệt tới, tại sao chúng không tiếp tục đào chiếc hố đang đào dở, mà lại di chuyển thi thể đến ruộng bông cũng khó đào không kém, nhà chức trách đặt câu hỏi. Từ điểm đáng ngờ này, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Nguyệt có thể biết Kiệt đã chết, cố ý đổ oan để đổi lấy cơ hội miễn tử hình. Nhưng Kiệt chết ngày 28 tháng 4 năm 2007, khi đó Nguyệt đã vào tù mấy tháng, không thể biết được chuyện này. Chẳng lẽ Nguyệt nhận được thông tin từ bên ngoài? Xem xét tư liệu về Nguyệt, cảnh sát phát hiện anh ta có một anh trai tên là Trương Đắc Niên, cũng đến dự phiên tòa xét xử em trai, hơn nữa còn từng gửi quần áo vào trại tạm giam. Nhưng sau khi xem lại video phiên xét xử, cảnh sát phát hiện trong quá trình xét xử thì Nguyệt bị trông coi hết sức nghiêm khắc, hơn nữa anh trai ngồi rất xa, từ đầu đến cuối hai người không có cơ hội tiếp xúc. Do đó, họ hoàn toàn không thể truyền thông tin. Ngoài ra, đồ đạc Niên gửi vào trại giam cho em trai đều bị quản giáo kiểm tra cẩn thận. Trở lại điều tra thông tin về Kiệt khi còn sống, cảnh sát có phát hiện bất ngờ. Người yêu của Dương Diễm không phải là Kiệt mà là Niên. Nguyệt không thể không biết về quan hệ giữa Diễm và anh trai. Vì sao lại nói Dương Diễm là bạn gái của Kiệt? Cảnh sát thẩm vấn tử tù này một lần nữa. Khi được hỏi đến quan hệ giữa anh trai và Dương Diễm, Nguyệt vẫn tìm cách phủ nhận, chỉ nói cô là công nhân được anh trai thuê. Hơn nữa, nơi chôn thi thể Diễm chính là ruộng bông nhà Niên. Vì vậy cảnh sát cho rằng hung thủ thật sự sát hại Diễm có thể chính là Niên. Nguyệt tìm cách đổ tội cho Kiệt chính là để anh trai có thể thoát tội. Niên sau đó khai với cảnh sát rằng Dương Diễm không phải người yêu, tất cả chỉ là tin đồn. Sau khi hết vụ bông, Niên trả đầy đủ tiền lương cho cô, từ đó hai người không còn liên hệ. Còn tại sao thi thể Diễm bị chôn trong ruộng bông nhà mình, anh ta không hề biết. Một đội cảnh sát được cử đến quê nhà của Dương Diễm điều tra. Trong nhà của nạn nhân, cảnh sát tìm được một số bức thư, người gửi đều là Niên. Nội dung thư giúp cảnh sát nắm được chính xác quan hệ giữa hai người này. Vào năm 2000, Dương Diễm, cô gái trẻ từng mơ về một tương lai tươi sáng, nhưng cuộc đời lại vẽ nên cho cô một bức tranh đẫm màu đau khổ và bi kịch. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê hẻo lánh, Diễm từ nhỏ đã phải theo mẹ đi làm thuê làm mướn. Chính vì vậy, khi 18 tuổi, cô cùng mẹ đến nhà Trương Đắc Niên để hái bông thuê, bắt đầu một đoạn đời mà cô không hề hay biết sẽ dẫn mình đến một kết cục đau thương. Niên là người đàn ông trầm lặng nhưng chăm chỉ, gia cảnh của anh cũng không khá giả hơn Diễm là bao. Thế nhưng chính sự giản dị và đôi phần u buồn trong ánh mắt của Niên lại khiến Diễm bị cuốn hút. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Mối tình giữa cô công nhân nghèo và người chủ vườn bông trở thành bí mật chỉ riêng họ biết. Tình yêu của họ dù không lãng mạn và cháy bỏng nhưng chứa đựng sự cảm thông sâu sắc của hai người cùng cảnh ngộ. Niên từng hứa sẽ cố gắng làm lụng, dành dụm để một ngày có thể đem lại cho Diễm một mái ấm. Thế nhưng giấc mơ ấy nhanh chóng tan vỡ khi mẹ của Diễm phát hiện mối quan hệ giữa hai người. Bà phản đối kịch liệt, cho rằng Niên không có khả năng đảm bảo một tương lai ổn định cho con gái mình. Diễm bị ngăn cấm tiếp tục qua lại với Niên, còn gia đình cô gấp rút sắp xếp một cuộc hôn nhân khác với một thanh niên trong làng, người có gia cảnh tốt hơn. Đau lòng nhưng bất lực, Diễm đành nghe theo lời cha mẹ. Còn Niên chìm vào nỗi tuyệt vọng, đành cưới một người khác để quên đi mối tình đầu đẫm nước mắt. Dù mỗi người một ngả, tình yêu của họ không thể dễ dàng chôn vùi. Trong những lá thư tay thầm lặng, họ trao đổi những lời yêu thương, những tâm sự chưa bao giờ có thể nói ra. Thời gian trôi qua, khi đến mùa bông năm 2006, Diễm lại trở về làm thuê tại vườn bông của Niên. Có lẽ như một cơ hội cuối cùng để níu kéo mối tình còn dang dở. Cả hai người đều hiểu rằng đây có thể là lần gặp cuối cùng. Nhưng không ai ngờ rằng định mệnh lại tàn nhẫn đến vậy. Mùa bông ấy cũng là mùa cuối cùng của cuộc đời Diễm. Vào tháng 11 năm đó, Diễm đột ngột mất tích. Niên, dẫu trong lòng như lửa đốt, cũng không dám tìm kiếm rầm rộ vì sợ bị đàm tiếu. Ngày qua ngày, Niên sống trong nỗi nhớ và day dứt, tự hỏi liệu sự biến mất của Diễm có liên quan đến lời chia tay không trọn vẹn của họ. Dù vậy, anh giữ im lặng và khép lại câu chuyện, mãi đến khi cảnh sát tìm thấy hài cốt của cô trên ruộng bông nhà anh 2 năm sau đó.
mối tình đầu với Niên trở thành bí mật vĩnh viễn chôn sâu dưới ruộng bồng. Diễm đã ra đi, nhưng trong lòng Niên, hình bóng cô vẫn còn đó. Một lời hẹn ước chưa thành, một câu chuyện tình không bao giờ có hồi kết. Tất cả chỉ còn là những dấu vết mờ nhạt giữa ruộng bồng trống trải, phủ lấp bởi lớp đất lạnh và những lời thì thầm của quá khứ. Lúc này, cảnh sát vẫn còn một nghi vấn chưa được giải đáp, vì sao Từ Tù Nguyệt biết Kiệt đã chết. Khẳng định, hắn không thể biết tin này từ bên ngoài, cảnh sát cho rằng chỉ có một khả năng duy nhất là hắn hay tin này từ trong trại giam. Rà soát các phạm nhân liên quan, cảnh sát nhanh chóng tìm được đáp án. Trong số các phạm nhân cùng bị tạm giam với Nguyệt, có một người biết Kiệt vào tù sau khi Kiệt chết. Hai tù nhân tiếp xúc với nhau khi ra ngoài phơi nắng. Có thể chính người này đã nói về cái chết của Kiệt. Đối tượng tình nghi số 1 lúc này là Niên khi bị cảnh sát tiếp tục trở lại vặn hỏi về những bức thư gửi cho Diễm. Niên lúc này mới chịu thừa nhận là người yêu cũ của cô. Lý do lúc trước vẫn che giấu vì mình đã có vợ con. Lần cuối cùng Diễm đến thu hoạch bồng, Niên cảm thấy tình cảm của hai người không thể tiếp tục. Sau khi xong việc, liền thanh toán tiền lương cho Diễm về nhà. Không tìm được chứng cứ buộc tội Niên, vụ án lại rơi vào bế tắc. Gỡ dây phải tìm người buộc dây, cảnh sát quyết định tìm điểm đột phá từ Tử Tù Nguyệt. Trương Đắc Nguyệt, kẻ giết người lạnh lùng và xảo quyệt, từng có một tuổi thơ không phải hoàn toàn u ám. Nguyệt sinh ra trong một gia đình lao động nghèo khó ở vùng nông thôn hẻo lánh, một nơi dường như cách biệt hoàn toàn với nhịp sống thành thị. Cha mẹ hắn là nông dân, quanh năm làm lụng trên cánh đồng, hiếm khi nào để mắt kỹ đến con cái. Từ nhỏ, Nguyệt đã phải tự xoay sở, và chính từ đó, hắn sớm học cách sinh tồn trong một thế giới mà tình thương dường như là một thứ xa xỉ. Lớn lên giữa sự khắc nghiệt của cuộc sống, Nguyệt sớm bộc lộ sự khôn ngoan và tàn nhẫn ẩn sau dáng vẻ trầm mặc. Hắn từng là một đứa trẻ ít nói, nhưng mỗi lần mở miệng, ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến người khác cảm thấy bất an. Bạn bè thời thơ ấu thường tránh xa hắn, có lẽ vì cảm nhận được điều gì đó tối tăm trong con người này. Nguyệt không bận tâm đến sự cô độc, ngược lại, hắn thích nó, một sự tự do thoát khỏi mọi ràng buộc cảm xúc. Đến tuổi trưởng thành, Nguyệt bắt đầu lấn sâu vào con đường tội phạm khi phát hiện ra rằng mình có khả năng thuyết phục và thao túng người khác. Năm 2005, hắn dấn thân vào những vụ lừa đảo tinh vi và dù bị bắt nhiều lần, Nguyệt vẫn luôn thoát tội nhờ vào sự mưu mô và lanh lẹ. Đối với hắn ta, mỗi phi vụ là một trò chơi mà hắn có thể điều khiển người khác như những con rối. Cảm giác kiểm soát và thành công trong các phi vụ lừa đảo đã trở thành niềm hứng thú bệnh hoạn, thôi thúc hắn lao sâu vào bóng tối. Vì muốn hiểu rõ thêm về Nguyệt, nên cảnh sát đã mời một chuyên gia tâm lý học tội phạm, được mời đến làm cố vấn và đã phát hiện ra những bất thường trong diễn tiến hành vi của Nguyệt. Các điều tra viên không thể bỏ qua nghi vấn Nguyệt chính là hung thủ thật sự trong vụ án sát hại Diễm. Dưới đây là diễn biến chi tiết của vụ việc và cách mà chuyên gia đã dùng tâm lý học tội phạm để thúc đẩy Nguyệt khai nhận. Khi chuyên gia so sánh hành vi phạm tội của Nguyệt qua từng giai đoạn, một sự chuyển biến quá nhanh và không phù hợp với quy luật phát triển của tâm lý tội phạm đã hiện rõ. Từ năm 2005 với hành vi lừa đảo, Nguyệt đã chuyển nhanh đến tội giết người, phân xác chỉ sau 2 năm, đó là vào năm 2007. Trong thời gian này, vụ sát hại Diễm lại xảy ra vào năm 2006 với phương thức gây án cho thấy sự tiến triển trong hành vi tội phạm gợi lên khả năng cao Nguyệt chính là hung thủ thật sự của vụ án này. Chính chi tiết bất thường này đã thôi thúc cảnh sát xem lại mọi lời khai của Nguyệt. Nhận thấy khả năng Nguyệt đang dàn dựng câu chuyện để lách án tử, các điều tra viên mời chuyên gia tâm lý tội phạm tham gia các buổi thẩm vấn trực tiếp. Bằng cách tiếp cận tâm lý và đưa ra các câu hỏi dẫn dắt, chuyên gia dần lôi kéo Nguyệt vào những tình tiết mâu thuẫn. Chuyên gia chỉ ra điểm vô lý trong lời khai về việc chôn xác Diễm ở ruộng bông nhà anh trai Niên, một địa điểm không hề dễ đào như Nguyệt đã mô tả. Chi tiết này tạo áp lực và khiến Nguyệt dao động, dần khai ra mưu đồ. Để có cơ hội thoát tội chết, Nguyệt lợi dụng thông tin về cái chết của Kiệt, một bạn tù cũ, để đổ hết tội cho người này. Biết rằng, cảnh sát khó có thể xác minh thêm, hắn dựng lên một câu chuyện ly kỳ nhằm chuyển toàn bộ nghi vấn sang Kiệt. Tuy nhiên,
chuyên gia tâm lý học phát hiện lỗ hổng trong kế hoạch của Nguyệt khi hắn cố tình chỉ ra Kiệt là hung thủ một cách quá mưu mô. Điều này càng củng cố giả thuyết rằng Nguyệt cố ý đưa ra thông tin giả để kéo dài thời gian sống. Trước áp lực và sự phối hợp từ chuyên gia tâm lý học, Nguyệt dần không còn lý do chối cãi, hắn ta buộc phải khai nhận toàn bộ vụ việc. Theo lời khai của Nguyệt, ngày hôm đó trong trung tuần tháng 11 năm 2006, Diễm, cô gái trẻ vừa hoàn thành vụ thu hoạch bông cuối cùng tại nhà Trương Đắc Niên, nhận được tiền công và tạm biệt chủ nhà. Cô không hề biết rằng, ngay từ giây phút đó, số phận đã đưa đẩy cô vào lưới tử thần được giăng sẵn bởi người quen, chính là người em trai của chủ nhà, Trương Đắc Nguyệt. Lúc ấy, Nguyệt đang lâm vào cảnh túng thiếu cùng cực. Thấy Diễm cầm trong tay số tiền công, hắn ta đã nảy sinh ý định giết người cướp của. Biết rằng Diễm sẽ rời đi sau vụ mùa, Nguyệt tìm cách tiếp cận, giả vờ tốt bụng ngỏ ý đưa cô đến bến xe. Diễm không hề nghi ngờ, nhận lời vì giữa họ tồn tại mối quan hệ thân quen từ lâu. Trên đường đến bến xe, chiếc xe máy của Nguyệt đi qua cánh đồng bông nhà anh trai, là một nơi vắng vẻ, hoang vắng và khó có ai qua lại. Đến đúng điểm Nguyệt đã định trước, hắn dừng xe, bảo Diễm xuống xe để nghỉ chân. Chỉ trong khoảnh khắc bất ngờ đó, Nguyệt lạnh lùng ra tay, sát hại cô một cách nhanh chóng và dứt khoát. Diễm không kịp kêu cứu hay phản kháng trước đòn tấn công chí mạng. Sau khi đoạt mạng Diễm, Nguyệt đã nhanh chóng lục soát túi sách cô, lấy toàn bộ số tiền ít ỏi mà cô vừa nhận. Rồi hắn nhìn quanh, chọn một vị trí giữa ruộng bông nhà anh trai, nơi mà không ai dễ phát hiện. Nguyệt cúi mình, đào một hố sâu trong đất bùn lạnh giá, rồi chôn vội xác Diễm, dùng đất và bông phủ kín. Xóa đi mọi dấu vết của vụ án, hắn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, quay lại cuộc sống thường ngày, mang theo bí mật đen tối bên trong. Tội ác đó sẽ có lẽ đã mãi bị chôn vùi dưới ruộng bông, nếu không có ngày hắn bị bắt vì một vụ án khác và vô tình để lộ những manh mối cho vụ án mạng này. Tháng 3 năm 2007, Trương Đắc Nguyệt bị tuyên án tử hình vì những tội ác kinh hoàng, bắt cóc, giết người và phân xác. Ngày thi hành án càng lúc càng đến gần, nỗi sợ hãi trước cái chết ám ảnh hắn trong mỗi đêm không ngủ. Nguyệt hiểu rằng chỉ có một cơ hội duy nhất để kéo dài sự sống. Hắn vắt óc suy nghĩ, từng đường đi nước bước đều được cân nhắc tỉ mỉ trong tuyệt vọng. Tháng 10 năm 2008, khi các chứng cứ chống lại Nguyệt dần hoàn thiện, bản án tử hình lần hai được tuyên và ngay lập tức thi hành. Hắn không còn cơ hội nào để thoát thân. Kế hoạch mà Nguyệt tỉ mỉ tính toán với hy vọng lật ngược án tử cuối cùng chỉ đủ để hắn tồn tại thêm 3 tháng ngắn ngủi trong sự sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng. Tất cả chỉ là một canh bạc cuối cùng của tử tù đã mất hết hy vọng, một sự dàn dựng đến tận phút cuối mà chỉ có hắn là kẻ duy nhất thực sự thấu hiểu. Một kế hoạch mà trong lòng hắn biết rõ rằng nó không thể chiến thắng sự công lý. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy video hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ kênh giúp mình nha.